hit me. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi chế độ Tarot quả cầu pha lê cho anh em cùng xem. Ở chế độ này thì nó cũng khá là vui. Để chọn thử à bác sĩ xem à, một cái bộ trang phục rất là bình thường, bình dị luôn. Không bét, không gì hết trơn à. Phụ kiện thì chắc chắn là mấy cái chế độ giải trí này là không được đeo rồi à. Mấy cái ông kia, mấy bà kia là phải bảo vệ. Bảo vệ. Làm sao để mà đọc được hết tất cả những cái thay đổi trong cái chế độ này nhờ? Mình kiếm trong mấy cái đọc trong mấy cuốn sổ chả ra đâu vào đâu hết trơn. Thôi đi theo tiên tri chứ an tâm. Tại vì thường thường là tiên tri sẽ nhìn được Hunter nó cũng khá là ngon. Mình cái chỗ được càng lâu càng tốt. Rồi đi lục hò mọi người. Hoặc là đi hấp thụ quả cầu pha lê. Mấy giây? 2 giây. Ok luôn, chủ động. Nói chung là bất kỳ ai cũng vậy thôi à, cũng có thể là hấp thụ quả cầu pha lê. Và mọi người có thể hưởng thụ ké luôn. Nó cũng rất là tuyệt vời. Ê, nhìn y chang một con boss luôn ấy. Mà có con boss nào biết múa như mình không? Không hề luôn nha. Thiệt là thú vị. Trời ơi, phải chi ra cái súng quá ngon. Ngày sáng ngày hôm qua thì mình dậy hơi trễ, xong cái đâm ra cũng lười, xong có ăn sáng rồi vệ sinh cá nhân linh ta linh tinh. Thế là thôi, tranh thủ vô chơi được miếng rồi cuối cùng là mình cũng cắt được một khúc mini clip đăng cho bạn xem đỡ chán. Cũng rất là may vì ngày hôm đấy, chiều hôm đấy là mình cũng có chơi và gặp luôn cả Ada, cuối cùng là tổng hợp luôn cả hai bạn này sẽ có những cái hiệu ứng tác động qua lại với nhau. Cảm giác rất là tuyệt vời. Chơi bời vậy nó khá là thích luôn. Nhưng mà mình vẫn chưa có tìm được ai sở hữu Ada hết trơn. Nên là cái việc review Ada chắc là cũng khó. Đợi cầu đợt tới bạn nào có mở thì cho mình mượn thì mình review được thôi. Ôi dồi ôi, đi đâu mà gặp nhau này? Mà có con bác sĩ nào lục hai cái kim tiêm một lúc không? Trời ơi, cái hòm nó đê tiện. Đâu có mướn đâu. Đâu không có mướn mấy má ơi. Ui, gió. Hình như là quả gió nãy là có một phần là chỉ thượng chỉ đỡ cho rồi. Hay quá nhở. Ok, chỉ thương được cho mỹ nhân rồi. Vậy lát nữa là mình bị đánh thì mỹ nhân sẽ có sọ. Ơ thôi chết. Cái đồng hồ. Vô lượng. Woo. Hay quá đi thôi. Hình như bà bác sĩ này khi mà hấp thụ năng lượng chị thương nhanh hay sao ấy. Nó cứ cấn kiểu gì. Ui dồi. Đánh em, ui giời rớt kìa. Thú gì, cái đồng hồ ở đây rồi. Chị Trinh nhặt cho cái đồng hồ vậy là ngon rồi. Hai em anh ơi. Trong những cái trường hợp nhây quá lâu thợ săn không thể nào cho mấy vị vua mà lên ghế được và giết chết bằng ghế được thì có thể là thoát bằng hầm nhá. À, cổng chứ. Ai thoát sớm thì người đó sẽ được ra sớm và thắng thôi. Thật sự là chơi vua nó cũng khá là hồi hộp luôn ấy. Chơi kẻ hầu thì nó cũng không áp lực gì nhiều đâu. Nói chung là nó cũng thoải mái. Bảo kê được thì tốt, không được thì thôi. Còn chơi vua với... Úi giời ơi, hay thế nhở. Chơi vua với thợ săn thì nó cảm giác nó áp lực. Một người phải cai hay. Và một người phải giết thật là hay. Đó, đâm ra là cái áp lực là do vậy. Trời ơi, quá ác độc. Nữa nè. Hồi nãy là bị tăng hình xong rồi bị tẹt rô. Chứ không thì còn lâu mới đánh được mình. Hay.
Lẹ lên. Ui nó tới nữa. Găng tay thì đát hai lần này. Mà nhiều khi á, cái thời gian nó rất là nhanh. Hồi nãy mình cũng chả kịp đát luôn. Ui giời ơi gió. Trời ơi rất là nhanh luôn. Hai bình nước bông. Mắm chua mắm chua. À có cú nữa. Hay. Trời ơi trời 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 trời. Đánh đi. Đánh chị đi cưng ơi. Ui nó tàng hình. Trời ơi nó trơn. Nó tàng hình không thấy nó đâu để mà né luôn đấy. À, hình như là chị thương rất là nhanh. Gió gió gió. Liếm gió liếm gió. Căng phết đấy nhở. Trời ơi. Tới nè. Tại sao bạn lại nỡ đi nỡ đuổi một con boss dễ thương như mình? Hả? Mình cũng te gần xỉu luôn. Giết nó. Hay, né gió quá đỉnh luôn. Từ từ bạn ơi, khiếp thế. Ô nó lại hấp thụ năng lượng nữa kìa. Ok, sống dậy đi rồi tiếp tục bảo vệ. Bảo vệ chị. Ôi dồi ôi. Cũng may là bạn Jack này không có mang. Ui. Không mang cắm mắt đấy. Nếu mà mang cắm mắt là chắc mình cũng xỉu ngửa ra luôn rồi. Trời ơi, tàng hình đã khó chịu rồi. Khiếp, một lần chẽ ra ba gió. Công nhận. Ô, mất dấu mình rồi, mất dấu mình rồi. Ok. Mấy hôm nay cảm giác trời nó cứ hầm hầm oi oi khó thở kiểu quái gì ấy. Xong cuối cùng là mệt, thực sự rất là mệt luôn. Áp lực bài tập rồi chơi bờ các thứ thua. Hôm qua chơi game không có coi ngày sao ấy, không xem phong thủy. Đâm ra là trời ơi, đi rank 3 trận thua cả 3 hết trơn. Ôi thôi xong luôn rồi. Trời ơi mấy anh chị ơi. Tôi giận quá. Trời ơi, gục gục hết. Quỳ xuống xin lỗi thằng rách liền cho chị. Ôi thôi xong, trời ơi, bác sĩ giống y như là cái đít gắn 500 hút gió vậy. Ok, ok. 2 phút nữa là mở được cổng rồi. Ôi thôi. Khiếp sao mà ghê vậy nhở. Mình sắp hết đồ chơi rồi. Ôi thôi mình lại nhảy xuống. Chả biết nó đâu với đâu. Nè. Liếm súng đi. Ôi thôi 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 thôi. Cái quả súng đấy khi mà hấp thụ năng lượng á, là nó sẽ rất là mạnh luôn. Khóa hết kỹ năng. Khóa hết skill. Khóa sạch sẽ luôn. Cảm giác nó cũng thật sự rất là đã luôn á. Nó không có như là mấy khẩu súng bình thường, chỉ làm choáng là xong. Má ơi. Ôi, ơi. Trời ơi, chị Trinh sợ hồi đòn. Ôi, đấm ngực chết, đấm ngực chết. Mình lên ghế lần mấy rồi? Ủa tha hả? Không. Cái bộ skin này của Jack giờ để ý. Nhìn lông gà, lông vịt dính tùm lum. Ghê quá, rợn rợn sao ấy.
cả hai bên đều lên ghế một lúc luôn kìa. Vua bên kia cũng lên luôn. Mình thấy nhân vật bác sĩ này thật sự ra chơi trong cái chế độ này cũng khá là vui chứ. Nó cũng không đến nỗi gọi là từ lưa lắm. Hồi máu tốt, chả cần nhờ ai hết trơn. 30 giây nữa. 30 giây nữa thôi mọi người ơi. Á! À! Đánh một robot. Trời ơi. Eo ơi, bạn Jack này bạn. Rồi xong luôn. Ôi, cổng sắp mở rồi. Eo ơi, cổng sắp mở rồi kìa. Bên kia mà thoát nữa là mình thua luôn. Cầu mong vua bên kia không ra được cổng. Cố lên, cố lên. Cố lên. Hay, hay quá. Vô được, vô được. Vua bên kia sao mãi không thấy vô cổng. Ôi trời đất ơi. Cảm ơn bạn Jack đã cho mình ngay cái cổng luôn. Ôi, thắng xỉu luôn á. Trận đấu này kỳ cục. Bạn nào mà có một cái list mà nhân vật nào được chơi trong chế độ này nó thay đổi ra làm sao có thể comment cho mình đọc với nha. Nhiều nhân vật quá mình cũng chưa không có thời gian để mình test hết luôn. Mới nay toàn là đu bám bên server chung xem có cái gì hot hot không. Có bạn thì cho mình mượn cái skin Butter mới nhưng mà mình cũng vẫn chưa chơi. Lag quá mọi người. Có tải mấy vài cái app fake IP nhưng mà thật sự ra tải IP nó cũng cái ping nó cũng giảm khá là nhiều ấy. Nhưng mà khổ cái là nó chỉ có hạn sử dụng trong vòng mấy ngày đó thôi, hoặc là vài phút. Cảm giác rất là buồn luôn. Kiểu như là mình chưa làm được cái gì hết, mình chưa có một cái gì hết. Tải về đăng nhập ba cái Gmail linh tinh tinh vô thì nó đã tính ngày tính giờ rồi. Đâm ra là không dùng tới thì nó tự động nó hết hạn luôn. Vũ trang. Ít ra thì mấy cái fake IP đó mình thấy mỗi cái 111 là ngon. Nhưng mà cái 11 giờ nó làm sao ấy. Không biết bao giờ cái mạng mẽo nó trở lại bình thường được. Ngày nào mình cũng phải dùng 3G để mình chơi, 4G. Ôi, vũ trang. Lý do nào anh phải sử dụng cắm mắt cho nó mệt người vậy anh. Trời ơi. Chân dài thế. Sáng giờ hôm nay là ngày mùng 1. Ngày mà gọi là cô hồn âm binh. Ăn chay, ăn chay. Sáng làm tô rau sống trụng với nước nấu với rau củ. Quá ngon. Giờ mình ăn bún hay là ăn bất kỳ loại nước mì tôm hay gì mà không có tí ớt vào là cảm giác nó nhạt nhẽo lắm. Phải ăn, phải có một tí cay cay. Mặc dù không cắn được ớt nhưng mà phải có tí sa tế. Đó, nó lạ lùng ở chỗ đó. Vô đây. Vô đây. Ui giời. Ui giời ơi. Có bác sĩ cover rồi, phải lo. Ra đây anh ơi. Từ từ nha anh yêu. Tiếp. Chân dài ghê. Ghê thiệt. Quá ghê luôn. Quá sợ luôn. Sợ bị xẻo á. Trời ơi, mà mang cắm mắt thì cho nó cực kệ trời. Mình thấy nó cũng khá là bình thường. Mua cái mắt bình thường soi là đủ rồi. Khổ thật đấy. Tính ra nếu mà đồng đội mà để ý á, là sẽ mua nước hoa cho Hương Sư. Và Hương Sư dĩ nhiên là thoải mái chiến đấu thôi. Nó không cần phải ngại ngùng gì. Bởi vì quá nhiều nước hoa để xịt, lo lắng gì đâu. Thứ hai, và ví dụ như mà rung chuông thì các bạn phải chủ động ấn làm sao đừng có để cho bản thân bị ngáo. Khổ lắm. Bởi vì trong cái chế độ này thì cái chuông của Vu Trang rất to. Nó to bằng cuốn sổ đỏ nha các bạn luôn. Cho nên là bấm sao bấm cho nó phải xịn tí. Đấy. Ngon lành ngay vào luôn. Đấy, kiếm chuyện, kiếm chuyện. Gì đây? Gì đây? Đứng đó mà nhìn. Ai gánh? Cái chuông nó già, nó to chà bá. Ô kìa, nhảy.
Cha nội nhảy đi đâu vậy trời? Trời ơi, tôi khóc giùm ông gu này luôn á. Tôi đâu có ra đó đâu. Ui da, may quá. Hai. Đấy, cơ hội. Đánh em đi. Hay quá nhờ. Công nhận là có mấy ả bác sĩ này khó chịu thật đấy. Đánh là đánh chết luôn chứ đừng có để. Đấy, bên ngày mà. Đừng có để mấy ả sống. Không là chị thương lại cái đập như không. Tốn thời gian. Trời ơi. Sợ. Bay vào đây. Bay vô kìa. Đâu rồi anh? Úi giời, úi giời, úi giời. Coi kìa. Đứng sát đít đấy rồi mà vẫn đánh hụt. Nhưng mà tính ra là ví dụ như là đồng đội của mình mà đang bị gục thì có thể là thợ săn bên phe mình tới đỡ dậy cũng được luôn. Khá là hay. Cảm giác bất lực ê chề luôn. Mà ai mới bắt được đứa cuối cùng là nó tới nó nhấc bổng lên là thôi rồi, lại sống lại ngay từ ban đầu luôn. Ui thôi chết tôi rồi. Đi ra chỗ khác chơi đi. Gì á? Dụ gì đây, dụ gì đây? Chuẩn bị có bình nước bông kìa. Trời ơi, sao không cho mấy cái chị cá hay là chị madam vô đôi chơi ha. Ví dụ madam tạo ra 6, 7, 8 gương. Trời ơi, chục cái gương để xung quanh vậy đó. Coi đứa nào dám cover không. Hay quá đi. Trời ơi. Kiểu này nếu mà nhây thế này thì chắc chắn là phải đợi cổng mở như trận nãy thôi. Mà trận nãy mình cũng rất là hên. Bởi vì là bạn Jack này bạn cho mình ngồi ghế ngay cổng luôn. Đâm ra là đủ thời gian để có thể chạy vô. Vừa có bóng bảo vệ, vừa có cả mỹ nhân. Tuyệt vời. Gì á? Vô đây. Gù trang. Úi giời ơi. Chúng ta cách nhau một cái cửa sổ thôi bạn yêu. Đó 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 đó. Tát đi cú lừa đó. Mình mà chui ra cái là bắt đầu á. À đây. Không heal được. Nãy giờ thật sự chưa sờ được cộng lông chân của mình luôn. Bay 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 bay. Cái chuồng khiếp to như cuốn sổ đỏ. Ôi không có rút tay ra được. Ủa giờ mới biết cái vụ này luôn ấy. Đang hấp thụ là không rút tay ra được. Đừng chọc mình giận. Nếu không thì phép thuật Queen Enchantis. Đồ tể bên kia chưa làm ăn sơ múi được gì luôn. Mà nó nói chung là hương sư nó khó chịu quá. Nó nhiều nước hoa quá. Ui da. Ui. Cái găng tay gì vậy? Dơ dãi. Ui dồi hay quá nhờ. Đang tính xịt quả nước hoa phúc đấy đấy. Mấy cái quả đồ chơi này thì hình như là mua được một lần thôi à. Buồn. Úi da. Phí bình rượu. Bực ghê luôn á. Đánh cái gì vậy trời. Các bạn để ý mấy cái đạo cụ này á. Để dành khi nào mà hấp thụ được quả cầu pha lê thì lúc đó các bạn hãy dùng nha. Bởi vì lúc đấy là tăng được nhiều cái khả năng sức mạnh của mấy cái vật này hơn. Mình thích cực kỳ luôn ấy. Rồi xong luôn. Cái dù xanh là nó. Bây giờ đánh ai lau kiếm thì cũng biết. Tự nhiên đi đuổi bác sĩ bên phe mình làm gì cũng bị hiểu luôn. Để mình đi mua cái kim tiêm mình lên đây mình chích coi. Chích gì ke. Ừ.
Đó, cái tình trạng mà nhây quá lâu này chắc chắn phải đợi mở cổng. Và dĩ nhiên là khi mà cái cổng nó gần mở là phải cai gần cái cổng ấy. Gặp nhiều ông dã nhân cưới heo xong nó phi ập 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 một cái vô là vô cổng luôn. Trời ơi mát, mình làm hunter mà mình kiểu mình ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa luôn, không hiểu sao luôn. Quá ác độc. Cổng vừa mở cái nó chỉ tay năm ngón vô cái cổng, cái con heo phi vô. Trời ơi thôi luôn, bất lực luôn. Không biết làm cái gì để mà bắt được nó luôn. May quá, cái chuông hụt rồi. Cái cây gậy của ma thuật sư này này nó cũng hơi bị sida một chỗ là khi mà mình xài ấy là nó cũng hiện cái biểu tượng lên. Nó hiện biểu tượng khoảng 2 đến 3 giây lúc đó là nó mới tắt đi. Đâm ra là bên họ họ biết là mình đi hướng nào, rất là khó chịu nha. 30 giây nữa thôi mọi người ơi. Chết tôi rồi. Úi dồi ôi. Bác sĩ của tôi. Hay quá, hay quá. Ra cổng thôi, ra cổng thôi. Đủ thời gian. Thoát được. Có cú là quá dư sức luôn. Yeah. Thắng rồi. Ok, và có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Chúc các bạn có một buổi trưa thật là vui vẻ và ăn cơm thật là ngon miệng. Bye bye mọi người nha. Trời ơi, thắng đã quá.